Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư, ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Gần 21.000 lượt người viếng mộ đại tướng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phỏng vấn giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình về công tác triển khai nhiệm vụ năm học mới. Hàng Việt kiểm định thị trường đồ chơi Trung thu năm 2014. Bố Trạch trên 1.400 hộ được vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã có gần 2.200 đoàn với gần 21.000 lượt người đến viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chua, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Mỗi ngày có hàng ngàn người đã xếp hàng ngay ngắn chờ vào thắp lên mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp những nén hương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với người anh hùng của dân tộc. Trong đó cao điểm nhất là ngày 31 tháng 8 với gần 10.000 lượt người. Riêng trong sáng ngày 1 tháng 9 có gần 5.000 lượt người. Trước đó, để chuẩn bị cho việc đón tiếp du khách đến viếng mộ đại tướng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tăng cường lực lượng, duy trì 30 cán bộ chiến sĩ trực 24/24 giờ nhằm làm tốt công tác hướng dẫn khách đến viếng mộ đại tướng một cách chu đáo và nghiêm trang. Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh công tác bám nắm địa bàn, nhất là địa bàn vùng biển, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong dịp lễ. Được biết, từ ngày linh cữu đại tướng về an nghỉ tại Vũng Chua, đã có khoảng 110.000 đoàn với trên 1,2 triệu lượt khách đến viếng mộ đại tướng. Hôm nay, ngày 3 tháng 9, huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 cho lãnh đạo cột cán 30 xã thị trấn và các phòng ban cấp huyện. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch đã hướng dẫn các phòng ban đoàn thể cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn từ 2016-2020. Bám sát các nội dung của chỉ thị số 22 và 23 ngày 5 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và là kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020. Các văn bản hướng dẫn của Sở Kế hoạch Đầu tư, đồng thời quản trị các địa phương rà soát, làm cụ thể chi tiết các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị cân đổi nguồn đầu tư công để có kế hoạch trong xây mới những công trình cần thiết, cũng như ưu tiên trả nợ các công trình cũ, đảm bảo đúng tinh thần của chỉ thị số 22 và 23. Để tạo điều kiện cho địa phương triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016-2020, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch sẽ tổ chức tập huấn luật đấu thầu và luật đầu tư công cho cán bộ cột cán. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2014-2015 đang đến với bao kỳ vọng về những thành công của ngành giáo dục và đào tạo Quảng Bình, tiếp nối những thành quả đã đạt được trong năm học vừa qua. Trước thêm năm học mới, phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đoàn Đức Liêm, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình về công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015. Thưa đồng chí, năm học 2013-2014 là một năm học mà ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về mọi mặt. Vậy xin đồng chí có thể đánh giá một số kết quả cơ bản và nổi bật nhất trong năm học vừa qua của ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình. Ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào và các cuộc vận động của ngành chăm lo về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho nhà giáo, học sinh, sinh viên, an ninh trật tự trường học được giữ vững và đạo đức lối sống của thầy cô giáo, học sinh, sinh viên cũng được nâng lên. Thì an ninh trật tự trường học thì ngày càng có những chuyển biến tốt. Về hệ thống giáo dục các cấp học của chúng ta thì được quy hoạch theo hướng nâng cao chất lượng và tạo cái điều kiện thuận lợi cho việc học ở các cấp học, ngành học, và đặc biệt là thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu mầm non. Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý thì cũng đã được chăm lo, đào tạo, nâng cao hơn nhiều về trình độ và có nhiều giáo viên đạt tiến chuẩn nghề nghiệp. Ngành cũng đã tích cực đổi mới về phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực và phát huy thì tính chủ động sáng tạo của học sinh. Chất lượng ở nhiều môn học có tiến bộ rõ rệt. Nhiều học sinh của chúng ta đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia.
kết thúc năm học thì ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu của giáo dục đào tạo, trong đó thì có 9 chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc và đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học. Thưa đồng chí, bước vào năm học 2014-2015 này thì ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình đã chuẩn bị mọi điều kiện về cái cơ sở vật chất và trường lớp như thế nào để đảm bảo cho công tác dạy và học được triển khai tốt hơn? Thời gian này thì ngành đang triển khai nhiệm vụ năm học ở các cấp học và ngành học và thực hiện việc bồi dưỡng công tác quản lý cho đội ngũ nhà giáo và đang tích cực để kiểm tra, tu sửa và cơ sở phòng học và đặc biệt là các cái phòng học bộ môn, mua sắm trang thiết bị theo hướng của cái giáo dục đổi mới. Và đặc biệt như chúng ta biết là tỉnh của chúng ta thì chịu ảnh hưởng rất lớn của bão của năm ngoái, cho nên nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục nó cũng bị hư hại và xuống cấp. Vì vậy cho nên phải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, các cái nguồn lực đầu tư để hoàn thiện cái hệ thống cơ sở vật chất của chúng ta cho năm học mới. Cho đến nay thì tuy cơ sở vật chất của chúng ta vẫn còn thiếu và chưa thực sự hiện đại, nhưng cơ bản thì các cấp ở địa phương rồi các cơ sở giáo dục cụ thể cũng đã rất là tích cực chuẩn bị và đã đảm bảo những điều kiện cơ bản nhất để bước vào năm học mới. Thưa đồng chí, năm học 2014-2015 này thì ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình tiếp tục thực hiện nghị quyết 29 của Hội nghị Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Vậy thì đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành sẽ thực hiện trong năm học mới này. Năm học 2014-2015 được xem như là năm học đầu tiên để chúng ta thực hiện những cái nhiệm vụ cơ bản và cụ thể đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Thì nhiệm vụ trước hết là phải quán triệt và nâng cao nhận thức một cách sâu sắc trong đội ngũ nhà giáo, trong cán bộ quản lý và là tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền để thực hiện cái việc tuyên truyền và nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền và cơ sở giáo dục trong việc thực hiện nghị quyết 29. Nhiệm vụ cơ bản là chú trọng đến việc phát triển cái đội ngũ nhà giáo. Như chúng ta biết là quyết định cuối cùng thì vẫn là đội ngũ nhà giáo, và cái yêu cầu giảng dạy chúng ta hiện nay là giảng dạy tích hợp kiến thức và chuyển cái quá trình giáo dục từ cái trang bị kiến thức là chủ yếu sang phát triển năng lực và phẩm chất. Vì vậy cho nên là phát triển đội ngũ nhà giáo và bồi dưỡng họ về phương pháp giảng dạy, về tinh thần, về ý thức và trách nhiệm thực hiện đổi mới. Vấn đề thứ ba đó là chuyển cái công tác quản lý cho nó phù hợp theo hướng là phải bổ sung, điều chỉnh và phát huy ra được tính chủ động và tính chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Nhiệm vụ thứ tư là tiếp tục quy hoạch xây dựng phát triển cái hệ thống giáo dục của chúng ta theo hướng ngày càng hiện đại hơn và cũng chăm lo hơn nữa cho cái giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nhiệm vụ tiếp theo là phải điều chỉnh các cái nhiệm vụ của chúng ta phù hợp với cái thay đổi về chương trình, về sách giáo khoa, về quy định thi, quy định về đánh giá, quy định về tuyển sinh, và phải coi trọng khắc phục những cái khuyết điểm và hạn chế lâu nay vẫn chưa khắc phục triệt để được, ví dụ như là dạy thêm, học thêm, rồi vấn đề thu nộp và sử dụng ngân sách kinh phí và những cái tiêu cực khác trong ngành giáo dục và đào tạo. Và chúng ta cũng quyết tâm để duy trì phát triển các loại phổ cập, trong đó có phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở cho các xã
cuối cùng đó là xã Trọng Hóa, và cố gắng để trong năm học này chúng ta cũng hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, và với sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt thì tin chắc rằng năm học 2014-2015 này ngành giáo dục đào tạo Quảng Bình tiếp tục thực hiện thành công những kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra. Như làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nên trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quảng Bình cơ bản được giữ vững. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh và công an các huyện, thành phố, thị xã đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, trong đó chủ trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo an toàn thông suốt. Tuy vậy, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn tỉnh Quảng Bình đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông tại địa bàn huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, làm chết 2 người, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản hàng chục triệu đồng. Cũng trên lĩnh vực an toàn giao thông, trong thời gian gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm, nên tình trạng xe quá khổ quá tải vi phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có chiều hướng giảm. Ngay sau đợt cao điểm ra quân tổng kiểm soát phương tiện quá khổ quá tải, các doanh nghiệp vận tải và các chủ xe đã chủ động hạ tải phương tiện tại các gara. Trung bình mỗi ngày đã có hàng chục lượt xe vận tải xử lý thùng vượt quá khổ nhằm chấp hành đúng pháp luật về an toàn giao thông. Theo số liệu từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và xử lý 363 trường hợp xe ô tô vi phạm chở quá trọng tải quy định, 465 trường hợp xe ô tô tải có hành vi vi phạm tự ý thay đổi kích thước thanh thùng xe, 79 trường hợp chở hàng vượt quá chiều cao, 54 trường hợp xếp hàng vượt phía sau thùng xe. Vừa qua, trong chuyến công tác tham quan tìm hiểu các mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình, đoàn đã được giới thiệu về một số mô hình xã hội hóa hoạt động du lịch rất có hiệu quả, đó là bảo tàng tư nhân về văn hóa dân tộc Thái ở huyện Mai Châu. Mô hình bảo tàng dân tộc Thái này của anh Kiều Văn Kiên hiện có hơn 1.500 hiện vật, cổ vật được sắp xếp theo 12 chủ đề chính như lịch sử hình thành của người Thái trên đất Hòa Bình, dụng cụ lao động, trang phục, trang sức phụ nữ, bếp, nhà cụ, lễ cưới, đồ cúng thể mo của người Thái. Trong đó có một số hiện vật như bộ đường thốc làm bằng gỗ, cây dỗi, có tuổi thọ trên 100 năm, là một trong những hiện vật tiêu biểu trong đời sống lao động của người Thái. Ngoài ra, bảo tàng cũng trưng bày một số hiện vật như chén ăn cơm, đồ dùng uống trà, hộp thuốc của người Kinh, người Lào, người Thái Lan có niên đại trên 200 năm. Việc thành lập bảo tàng dân tộc Thái không chỉ giới thiệu, tôn vinh, lưu giữ những nền văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, mà đây cũng là một cách làm hiệu quả để thu hút khách du lịch. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Hàng Việt kiểm lĩnh thị trường đồ chơi Trung thu năm 2014. Bộ Trạch trên 1.400 hộ được vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu. Hiện thị trường đồ chơi trẻ em ở tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu nhộn nhịp. Trung thu năm nay, các sản phẩm đồ chơi thủ công truyền thống do Việt Nam sản xuất đang là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng. Qua khảo sát tại một số cửa hàng bán đồ chơi Trung thu trên địa bàn thành phố Đồng Hới cho thấy, thị trường đồ chơi đang tràn ngập với nhiều mẫu mã mới, đa dạng, rất bắt mắt, mang tính giáo dục. Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, nên các chủ cửa hàng bán đồ chơi Trung thu năm nay cũng hạn chế nhập hàng Trung Quốc. Thay vào đó, các loại đồ chơi là hàng Việt Nam như đậu lân, đèn ông sao, đèn lồng làm từ giấy được cả cửa hàng nhập với số lượng lớn. Đặc biệt, thị trường đồ chơi Trung thu năm nay xuất hiện sản phẩm đèn lồng Việt Nam với hoa văn phong phú, mang chủ đề biển đảo quê hương, kèm theo những thông điệp ý nghĩa như em yêu biển đảo quê hương, em yêu biển đảo Việt Nam, em yêu chủ bộ đội hải quân Việt Nam, vân vân. Năm nay, giá các loại đồ chơi truyền thống vẫn ổn định, một số mặt hàng tăng nhẹ nhưng không đáng kể và vừa sức mua của người dân. Một chiếc đầu lân có giá dao động từ 50 đến 200 ngàn đồng, trọng từ 30 đến 40 ngàn đồng một chiếc, đèn ông sao 10 ngàn đồng một chiếc, đèn lồng từ 50 đến 60 ngàn đồng một chiếc. Đồ chơi Trung thu năm nay thì em cũng thấy có nhiều mẫu mã đa dạng, nhập từ các làng nghề truyền thống. Ví dụ như là lồng đen, trống gỗ, trống da, có những cái mặt hàng khác như là những cái gai đến đâu. Với mặt nạ năm nay có hàng của Việt Nam. Điều đáng mừng là năm nay, sản phẩm đồ chơi Trung thu do Việt Nam sản xuất chiếm lĩnh hơn 80% thị trường. Do đó, người tiêu dùng rất an tâm khi chọn mua cho con trẻ
một món đồ chơi trung thu đẹp, ý nghĩa và an toàn. Tôi thì đi sắm đồ trung thu cho con, nhưng mà thấy là năm nay là hàng hóa đồ trung thu là rất là phong phú, đặc biệt là gian hàng này là hầu như là của hàng Việt Nam, nên tôi thấy là các phụ huynh, các bậc phụ huynh cũng nên là sắm những cái mặt hàng của người Việt Nam mình sản xuất. Trên thực tế, đồ chơi trong nước sản xuất đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng đón nhận. Đây không chỉ là tín hiệu vui cho thị trường đồ chơi trung thu năm nay, mà còn là tín hiệu vui cho các làng nghề, các nhà sản xuất trong nước. Từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân, đến nay huyện Bố Trạch đã có trên 1.400 hộ nông dân được vay vốn để phát triển sản xuất. Xác định Quỹ hỗ trợ nông dân là nguồn vốn cần thiết giúp cho hội viên phát triển kinh tế. Bên cạnh nguồn vốn của Trung ương hội, thời gian qua, Hội nông dân huyện Bố Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp hội tích cực xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân nhằm tăng cường nguồn vốn để hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất. Từ đầu năm đến nay, cả cấp hội đã tích cực vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân đạt 64 triệu đồng, nâng tổng số nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân lên gần 4,2 tỷ đồng. Thông qua quỹ hỗ trợ này, đã có trên 1.400 hộ nông dân được vay vốn để phát triển sản xuất và cho gần 10.000 hội viên được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ nguồn quỹ này giúp cho nhiều hội viên nông dân Bố Trạch có thêm điều kiện phát triển kinh tế, chuyển đổi hình thức chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động bà con nông dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nên đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Quảng Trạch từng bước ổn định và có bước tăng trưởng. Thực hiện đề án chăn nuôi của tỉnh Quảng Bình, thời gian qua, huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo các địa phương khuyến khích bà con nông dân, các chủ trang trại đẩy mạnh đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, sinh hoạt đàn bò, nạc hóa đàn lợn để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã từng bước ổn định và có bước tăng trưởng. Hiện tại, huyện Quảng Trạch đang tích cực chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, phấn đấu nâng cao tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong tổng giá trị nông nghiệp của huyện, từng bước đưa ngành này trở thành một trong những ngành sản xuất chính. Để bảo vệ diện tích lúa hè thu, Hợp tác xã Thống Nhất xã An Ninh huyện Quảng Ninh đã đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua ni lông và các loại bẫy thủ công, bảo vệ an toàn 104 hectare diện tích lúa hè thu không bị chuột phá hoại. Trung bình, mỗi hectare lúa phải đầu tư gần 1 triệu đồng để mua ni lông bao xung quanh nhằm cách ly giữa khu vực cỏ lúa với khu vực ruộng bỏ hoang hoặc lúa tái sinh. Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã cắt cử người đặt bẫy ở những lối đi của chuột, đào hang diệt chuột. Với cách làm này, 104 hectare lúa hè thu của Hợp tác xã đã được bảo vệ, không bị chuột gây hại. Dự kiến, từ nay đến ngày 12 tháng 9, Hợp tác xã sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích. Ước tính năng suất trung bình đạt 54-55 tạ trên 1 hectare. Sản lượng thu hoạch được từ 550 đến gần 600 tấn, cao hơn so với những năm trước. Hưởng ứng phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, thời gian qua lực lượng đoàn viên thanh niên xã Phủ Trạch, huyện Bố Trạch đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp nhau phát triển kinh tế. Thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng và nhân rộng mô hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi. Các mô hình phát triển kinh tế được chú trọng như chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tiêu thụ công nghiệp, chế biến nông lâm sản. Đến nay, trên địa bàn xã có hàng chục cơ sở sản xuất kinh doanh do thanh niên làm chủ. Mỗi cơ sở tạo việc làm cho hàng chục lao động, nhiều trang trại cho mức thu nhập ổn định từ 70 đến 100 triệu đồng một năm. Nhờ làm tổ công tác tuyên truyền vận động, nên từ đầu năm đến nay, Quảng Bình đã tiếp nhận được gần 4.400 đơn vị máu. Tính đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2014, toàn tỉnh đã tổ chức được 15 đợt hiến máu lưu động, tiếp nhận được gần 4.400 đơn vị máu, đạt 52% kế hoạch do Trung ương hội chữ thập đỏ giao. Riêng trong chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2014, đã triển khai được 10 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 3.000 đơn vị máu, đạt 36% kế hoạch năm, tăng trên 1.000 đơn vị máu so với năm 2013. Từ nay đến cuối năm 2014, dự kiến tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức 10 đợt hiến máu lưu động và một số đợt hiến máu tại các điểm cố định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tiếp nhận 8.500 đơn vị máu trong năm 2014. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Sau đây là thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 3 ngày 4 tháng 9. Khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, đề phòng gió giật mạnh trong mưa dông, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 9, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.